Chị còn chia Ừ. sẻ gì thêm nữa, trong lớp học thì mấy bạn học ở trong lớp thì nó có ảnh hưởng nhiều không chị? Ví dụ như đi học ở trong lớp, học vừa bếp vừa bánh đó, cái thời điểm mà các bạn học ở trong lớp so với cái việc mà đi thực tập với lại cái việc mà các bạn qua bên Úc các bạn làm việc, chị so sánh mấy cái đó giùm em để cho các bạn hình dung được Cái về nó. học thì này không khó đâu Tâm ơi, tại vì Dạ. chị chủ yếu là hỗ trợ cho các bạn để hoàn thành cái chương trình bằng cấp nghề, cho nên cái việc đi học bài kiểm tra trong cái chương trình lý thuyết á thì thầy Phú cũng cũng hỗ trợ rất nhiều cho các bạn về kiến thức trong quá trình đi học, những các bài kiểm tra trước ngày làm bài, mỗi cái 4 unit làm một bài test á, thầy Phú cũng có giải thích review trước khi thi, ôn tập cho các bạn trước khi làm bài test, và chấm điểm cũng khá là rộng, điểm của bạn cao lắm, các em đều đều được thầy Phú hỗ trợ thông tin cho trước khi thi nên điểm lúc nào cũng cao trong bài lý thuyết. Chỉ có đi thực học thực hành á thì sẽ có đứa 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 làm xuyên, đứa làm bình biến. À, ví dụ như có những cái đợt là chị cảm giác là các bạn rất làm xuyên, dọn dẹp sạch sẽ bếp núc, rồi thầy yêu cầu thực tập là làm hết cái món rồi mình mới về. Còn có những đợt là tụi nó đứa phó lắm, đi học nhưng mà cứ trông hết giờ rồi làm không có tập trung, không có được chăm chỉ lắm á, thì đó là có những chuyện như như vậy. Nhưng mà dù gì nữa thì chị vẫn tối đa hóa cái chuyện là cho các bạn cơ hội để lấy được bằng, mà chị vẫn hỗ trợ và vẫn động viên các em thôi, chứ việc học không có khó, chỉ có là cái sự nghiệp học hành nó là nó thuộc về về chính chúng ta. À, cái người nào đi học là phải hiểu cái này học là học cho mình, thì nếu như bạn hiểu được cái việc học là học cho mình á, thì khi mà bạn hoàn thành cái việc học, họ đạt được cái kỹ năng hoặc là họ tiếp thu được kiến thức á, để mà sau này họ sử dụng một cách hiệu quả mới là cái quan trọng. Chứ cái quan trọng gì cái chuyện chị đánh giá, chị đánh giá là không có tác dụng gì trên trời á, nói thiệt luôn là chị không bao giờ các bạn rớt, mà nghĩa là học cái trường của mình không bao giờ rớt, chỉ có là cái người đó sau khi học xong có đảm bảo được cái chuyện là bạn lên lớp mỗi ngày bằng luyện tập tay nghề, hoặc là bạn học hết cái bộ giáo trình tài liệu lý thuyết của Úc đó, bạn nhớ được bao nhiêu phần trăm, bạn vận dụng kiến thức đó như thế nào trong tương lai, và từ vựng tiếng Anh hoặc là ngoại ngữ của bạn nó có tăng lên được sau cái buổi học đó, hoặc là trong trong suốt thời gian học đó, thầy cho rất là nhiều cơ hội các bạn luyện tập ngoại ngữ thêm á, các bạn được tận dụng cơ hội đó hay không thôi. Chứ chị không có hạn chế cái chuyện là các bạn trao đổi học hành hoặc là các bạn sẽ là không nhiều thời gian sẽ bắt học nhiều quá thế kia, là chị không có, không có nha. Vì đây là tự tự giác tự nguyện của bạn học một cái lớp, một cái lớp bếp, một cái chương trình đào tạo tại Việt Nam cho những cái người mà đúng ra phải đi du học nước ngoài, cho nên những cái yêu cầu đưa ra của các trường Mỹ gốc rất là khó, thì chị sẽ giảm bớt và mang tính là hỗ trợ hơn là ép buộc. Và chỉ có là những người nào hiểu được cái chuyện đó, nó chịu khó học á, thì họ quý cái thời gian đang học tập của công ty ở bên, bên trường của chúng ta. Tại vì chị đã gặp cái lớp khóa khóa học thực sự là hiệu quả là khóa khóa học đang học ở đây nè, khóa học hiện tại nè, em biết là nó vô cái diễn đàn đó hả, các bạn học sinh trong lớp là rất là chăm chỉ nha, mỗi ngày đi học về làm bài nha, thậm chí lý thuyết chưa học thực hành, các bạn đã tự là nấu ăn ở nhà rồi rồi chia sẻ kiến thức với nhau, rồi cùng đàm đạo với thầy giáo luôn, hỏi thầy tá lả linh tinh trong những khóa trước không bao giờ làm chuyện đó được, nhưng khóa này là nó làm được chuyện đó. Mới học lý thuyết thôi các bạn đã bắt đầu là sử dụng cái thời gian học để mà các bạn học thêm được kiến thức đó, tăng cường trao đổi thêm với thầy giáo. Dĩ nhiên là thầy Phú cũng sẽ vất vả hơn, nhưng thầy Phú nó rất là vui khi mà các em hỏi nhiều. À, chị thì không có bỏ nhiều thời gian để mà hỗ trợ trong lớp đó, nhưng mà cái group đó là chỉ có chị, cho nên chị vẫn nhìn xem thử các em học sinh của mình họ làm gì trong lớp đó. À, chị vẫn đánh giá chứ, vẫn kiểm tra xem thử những bạn nào đang đang thực sự cố gắng, có thực sự nỗ lực hay không. Trong tương lai mà họ có xin mình đi ra nước ngoài khi mà họ không có nhiều tiền hoặc là này kia phải tìm kiếm cơ hội, thì chị phải nhìn lại trên cái lý lịch thời gian đi học của các bạn xem thử ai chăm chỉ nhất, ai ngoan ngoãn nhất, ai thực sự là quan tâm đến cái việc học của mình nhất, hoặc là họ họ có cái thái độ học tập ra làm sao, đúng không? Lúc học là phải có thái độ học tập, còn nếu nó nói là cứ muốn rồi, rồi kêu trường giới thiệu làm cho em đi rồi em đã hoàn thành giống như các bạn khác thì kia không có đúng đâu. Tất cả là dựa trên tinh thần hợp tác, sự chịu trách nhiệm của các em trong lúc quá trình đi học. Và chị nói không có khó để hoàn thành chương trình của chị, nhưng mà đảm bảo rằng các bạn ra trường được là đó là chị đã cam kết rồi. Chị chỉ có khác nhau ở cái chỗ là giúp các em nào mà hoàn thành được sớm nhất, tốt nhất có thể được thời gian của mình ở trên lớp, hoặc là ở trong cái thời gian học tập này học được nhiều tối đa các cái kiến thức của mình có thể học được, và đảm bảo rằng khi các bạn đi qua cái lớp thực hành, các bạn sẽ tận dụng cái lượng kiến thức đó, lượng thời gian đó học trong lớp thực hành và lý thuyết đó phối hợp với nhau để các em đạt được cái trình độ nhất định, và sau này có thể sử dụng kiến thức đó để đi làm việc ở nước ngoài. Thế thôi, không nhằm mục tiêu là đưa cái kiến thức này về Việt Nam là để cho lấy tiền, do là bán bằng, nó là không có chuyện đó xảy ra nha, không có bán bằng ở đây, không có chuyện là đào tạo ngắn ngày lấy tiền cho nó nhiều, không có luôn, tiền cũng không lấy nhiều so với các trung tâm giáo dục khác, chúng ta lấy tiền ít hơn, thời gian đào tạo chúng ta tuy ngắn nhưng cũng không thua các đơn vị khác,
Tại vì học thực hành là một phần học lý thuyết chúng ta dạy rất kỹ, học rất nhiều. Nếu các bạn nào chịu khó học là học được rất nhiều kiến thức. Còn cái thứ ba nữa là trong cái môi trường này thì công ty của chị đã cố gắng hoàn thiện càng ngày càng nhiều hơn các chương trình đào tạo để mà hỗ trợ cho các bạn rồi. Kiểu các bạn là có chịu nỗ lực hay không để mà làm cái chuyện là vì mình đó, thì nó là vì mình thôi, chứ đừng có nghĩ đến vì công ty, làm hồ sơ với công ty là công ty phải hoàn thành hết cái này, hoàn thành hết cái kia. Chúng ta không có, chúng ta đi nước ngoài là vì chúng ta làm việc để kiếm tiền ở nước ngoài, chúng ta học cái bằng này để sau này chúng ta sử dụng nó cho cái mục tiêu nghề nghiệp ở nước ngoài, chứ không phải chỉ là lấy cái bằng cho nó qua chuyện rồi sau này dục nó qua một bên thì cái giá trị của nó sẽ không còn tốt nữa. Mấu chốt ở vấn đề cũng là hãy đi nước ngoài vì chính chúng ta, vì mục tiêu của chúng ta. Đừng có phải là cứ vì người khác là hối chúng ta phải làm cái này, hối chúng ta phải làm cái kia, chúng ta mới ráng cho là chúng ta đi vì chúng ta, càng nhanh càng tốt vì chúng ta hết. Trên 18 tuổi hết rồi còn đổ thừa ai nữa. Thì em muốn kết thúc cái buổi này, em muốn nói với các bạn thêm một ý nữa là các bạn đa số là mọi người đều có một cái nghề riêng nào đó rồi. Thì cái nghề đó nếu bạn qua Úc bạn sử dụng được thì quá tốt. Còn nếu mà chưa sử dụng được cái nghề đó, chưa phát huy được cái nghề mà các bạn đang có kinh nghiệm đó, thì hãy sử dụng những cái tháng năm mà các bạn đang học bếp hoặc là học bánh tập trung, rồi xong nó qua đây để kiếm tiền bằng cái nghề đó trước. Mà cái nghề này mình biết là bên Úc không bao giờ thiếu việc cho các bạn đó. Sau đó rồi nếu mà có cơ hội thì bạn tiếp tục. Tại vì ai cũng biết có được 1, 2, 3 cái kỹ năng tay nghề thì bạn không có làm được nghề này thì làm được nghề kia mà. Thì nó vẫn tốt hơn là bạn chỉ có một nghề thôi. Mà lỡ không kiếm được việc làm tay nghề đó thì bạn không lẽ chết đói hay sao? Không lẽ qua rồi ăn thích trợ cấp thất nghiệp của nước Úc à? Người ta cũng đâu cho bạn, trừ khi mà bạn có thường trú thôi chứ. Mấy bạn qua mấy cái visa này đâu phải thường trú đâu. Thì mình nghĩ là trong thời gian mà bạn học ở Việt Nam, cố gắng bằng cấp học ở trung tâm, cố gắng để mà lăn xả vô học hết ra hết sức luôn, rồi để mà qua đây nhanh chóng để có được cái người ta bảo lãnh các bạn đi, hoặc là cái tiểu bang bảo lãnh để các bạn có được cái tấm vé đi Úc sớm nhất, rồi bạn và gia đình sớm có mặt ở nước Úc để tận hưởng cái cuộc sống mới. Em cảm ơn chị rồi. Chào mừng.